Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 21 tháng 1 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tặng 1.000 suất quà Tết cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Công tác chuẩn bị cho hội chợ Xuân Kỷ Hợi đã hoàn tất. Cảm nhận của du khách tại lễ hội Hoa Văn Giang năm 2019. Anh Lê Thành Tiếp ở xã Dại Trạch, huyện Khói Châu trồng quất cảnh cho thu nhập cao. Cần ngăn chặn tình trạng đổ trộm phế thải trên các tuyến đường ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Vĩnh Nghiêm làm trưởng đoàn, phối hợp với nhóm từ thiện của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đã tới thăm tặng quà Tết tại các huyện Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đoàn đã tặng 1.000 suất quà Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, một suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt, 10 kg gạo, một thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm phục vụ ngày Tết. Tại các điểm tặng quà, đoàn đã chia sẻ những khó khăn với hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, đồng thời chúc bà con nhân dân đón một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam có một cái Tết cổ truyền đầy đủ, no ấm. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về phòng chống tội phạm và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019. Sự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương các ngành thành viên hai ban chỉ đạo từ trung ương đến địa phương trong năm qua đã quyết liệt chỉ đạo điều hành, góp phần phát hiện xử lý nhiều vụ việc nổi cộm về tội phạm chống buôn lậu trên cả nước. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng chí yêu cầu thành viên hai ban chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, mở đợt cao điểm đấu tranh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Ngoài ra, đi sâu vào đấu tranh, chống lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để buôn lậu gian lận thương mại, chống hàng lậu vận chuyển qua biên giới, chống thực phẩm bẩn, kéo giảm tội phạm, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động theo băng nhóm, có tổ chức. Phát biểu quán triệt chỉ đạo với các thành viên hai ban chỉ đạo của tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Minh Quang yêu cầu năm 2019 phải kiên quyết kéo giảm tội phạm trên địa bàn tỉnh. Để làm được điều này, từng ngành thành viên ban chỉ đạo phải đề ra nhiệm vụ trọng tâm từng quý, từng tháng cụ thể, thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong đó trọng tâm vào phòng chống tội phạm về ma túy, tín dụng đen. Thôn Giáo Phòng, xã Vinh Khúc, huyện Văn Giang vừa tổ chức lễ đón danh hiệu làng văn hóa cấp huyện. Sự và tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân trong thôn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, nhân dân trong thôn đã tập trung đầu tư phát triển kinh tế gia trại, chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng vật nuôi cho giá trị thu nhập cao. Hàng năm, nhân dân được tập huấn và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi, phát triển dịch vụ thương mại, thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy chi bộ thôn đã vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, xây dựng đường giao thông nông thôn được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, đóng góp tiền và hiến đất. Với những thành tích đó, cán bộ và nhân dân thôn Giáo Phòng quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh và giữ vững danh hiệu làng văn hóa trong những năm tiếp theo. Hội chợ Xuân Kỷ Hợi từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 1 tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm và phục vụ cho nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán của nhân dân. Hiện đang được ban tổ chức và các đơn vị tham gia chuẩn bị chu đáo cho ngày khai mạc. Hội chợ Xuân Kỷ Hợi năm nay thu hút hơn 200 gian hàng của các tổ chức doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, các làng nghề với các loại hàng hóa nông sản tiêu biểu được sản xuất trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia. Trong đó, có 20 gian hàng của các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nam và 64 gian hàng trong tỉnh. Đến nay, công tác chuẩn bị cho hội chợ đang được ban tổ chức và các đơn vị tham gia tích cực hoàn thành.
một số sản phẩm sinh vật cảnh cũng đã được vận chuyển đến địa điểm trưng bày. Các huyện, thành phố cũng đang khẩn trương đưa sản phẩm đến tham gia hội chợ. Lễ khai mạc hội chợ bắt đầu vào lúc 19h30 phút ngày 2 tháng 1 năm 2019 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2019. Huyện Văn Giang vừa tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Xuân năm 2019. Đây không chỉ là dịp để quảng bá hoa cây cảnh của địa phương, phục vụ khách thập phương, chơi Tết, mà còn tạo cơ hội để các địa phương khác đến tham quan học hỏi, hợp tác sản xuất tiêu thụ, đồng thời là động lực để Văn Giang tiếp tục phát triển. Ghi nhận của phóng viên Mạnh Khởi, Đồng Hoàng. Ngay từ đầu giờ sáng, hàng nghìn người đã có mặt tại lễ hội để tham quan chiêm ngưỡng hoa cây cảnh. Hàng trăm loại hoa, cây cảnh, cây kiểng, cây công trình của hàng trăm hộ nông dân đã được mang đến trưng bày. Qua đó, vừa là để quảng bá, vừa là để phục vụ khách hàng có nhu cầu mua. Cơ bản các gian hàng đều trưng bày giới thiệu các sản phẩm hoa, cây cảnh của chính những người nông dân nơi đây trực tiếp sản xuất với các kiểu dáng khác nhau, trong đó nhiều loại là cây truyền thống nổi tiếng của Phụng Công như hoa trà, hải đường, hoa hồng xanh, si, một số cây nghệ thuật khác. Từ những sắc màu vốn có của các loài hoa cây cảnh dưới bàn tay của những nghệ nhân sinh ra từ làng, được uốn tạo thành nhiều kiểu dáng thế, hình hài khác nhau và bài trí khoa học, phối cảnh hợp lý, tạo nên những tác phẩm mang tính nghệ thuật cao, qua đó tô thêm vẻ đẹp lộng lẫy, làm nức lòng người xem. Không khí rất là nhộn nhịp, vui, rất là đông người ở nhiều nơi khác đến thăm, và hoa và cây cảnh đấy rất là đẹp. Hôm nay em đến đây thì em thấy ở đây rất là nhiều loại hoa và cây cảnh rất là đa dạng. Em đến đây xem nhiều cây đẹp thì em sẽ giới thiệu bạn bè đến đây để mua. Ngoài việc quảng bá hình ảnh hoa cây cảnh và hình ảnh địa phương, lễ hội hoa còn tạo sân chơi để các vùng sản xuất hoa lân cận đến giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, và quan trọng hơn là nơi gặp gỡ để tìm kiếm bạn hàng tiêu thụ sản phẩm. Tôi ở quê Nam Định, hôm nay đến đây là làng hoa, dự làng hoa cây cảnh. Thứ hai là đến đây là giao lưu học hỏi về kinh nghiệm về làm ăn kinh tế, và để tìm kiếm bạn hàng, để đối tác, để mình có là tạo lên một những tác phẩm. Tôi thấy là làng hoa cây cảnh xã Hồng Công phát triển tất cả mọi mặt hàng rất sinh động, đẹp. Lễ hội hoa là dịp để ca ngợi tôn vinh mảnh đất con người Hưng Yên nói chung, người Văn Giang nói riêng, sự khéo léo, cần cù chịu khó, dám nghĩ, dám làm giàu từ đất, đồng thời khẳng định thành tựu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc tổ chức lễ hội đồng nghĩa với việc mở ra cơ hội rộng lớn, tiếp sức cho người dân mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng cạnh tranh, khẳng định được vị thế của mình. Đây cũng là động lực để Văn Giang tiếp tục có bước tiến lớn hơn trong thời gian tới. Chính quyền các cấp tạo điều kiện để cho nhân dân mở rộng cái diện tích sản xuất hoa cây cảnh, đồng thời là chúng ta đầu tư về hạ tầng, về giao thông, về thủy lợi và tiêu thoát nước để giúp cho cái việc sản xuất được thuận tiện hơn. Thứ hai là tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn cũng học tập các cái mô hình của Phụng Công, của Xuân Quan để mỗi xã mới có một cái sản phẩm độc đáo riêng. Đến nay Văn Giang cơ bản các diện tích canh tác đều đã được chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó hình thành 3 vùng rõ rệt bao gồm vùng trồng hoa, cây cảnh, cây công trình với diện tích trên 250 ha, tập trung ở Xuân Quan, Phụng Công và thị trấn Văn Giang. Vùng cây cam, quýt, bưởi cảnh với trên 300 ha tập trung ở Liên Nghĩa, Mễ Sở, Tân Tiến và Thắng Lợi, vùng cây nguyên liệu, cây ăn quả ở các địa phương Long Hưng, Nghĩa Trụ, Tân Tiến. Hiện tất cả các vùng sản xuất này đã và đang sẵn sàng phục vụ Tết Nguyên đán. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin về kinh tế. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết cũng như tình hình dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn lợn, hiện nay, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Tiên Lữ đang tập trung tăng cường các biện pháp để phòng bệnh. Tổng đàn lợn trên địa bàn huyện Tiên Lữ đạt 90.000 con. Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện đã cấp phát 75 tấn vôi bột cùng 460 lít thuốc sát trùng để tổ chức khử trùng tiêu độc, khoanh vùng khống chế dịch bệnh lây lan. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi tiêm phòng đầy đủ, chủ động gia cố che chắn và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ hàng ngày. Ngoài ra, các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm ổ dịch, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển giết mổ gia súc để giảm thiểu nguy cơ phát sinh lây lan dịch, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu giết mổ gia súc, gia cầm tăng cao. Nhằm phục vụ Tết Nguyên đán, các hộ dân ở huyện Văn Giang đã tập trung nuôi thả, chăm sóc và chuẩn bị đàn gà thương phẩm sạch với số lượng trên 100.000 con sẵn sàng cung ứng ra thị trường.
Trong đó tập trung chủ yếu ở xã Nghĩa Trụ với số lượng gần 100 chuồng nuôi, bình quân mỗi hộ nuôi từ 300 con đến vài nghìn con gà. Các hộ chăn nuôi cho biết nuôi gột gà từ gà mới nở, sau đó lọc gà mái riêng để nuôi đẻ trứng. Gà trống thông thường được nuôi từ khoảng 5 đến 6 tháng. Trung bình, mỗi con đạt trọng lượng từ 2,5 đến 3 kg sẽ tiến hành xuất bán. Hiện với giá khoảng 90.000 đồng kg, trừ chi phí còn thu lãi từ 70 đến 80.000 đồng một con. Gia đình ông Đào Văn Bưởi, bà Lê Thị Cơi ở thôn Mai Xá, xã Sông Mai, huyện Kim Động, từ nhiều năm nay xây dựng và phát triển mô hình nuôi gà Tây đem lại hiệu quả kinh tế khá. Qua tìm hiểu một số mô hình gà Tây ở huyện lân cận, năm 2014, ông Bưởi đã nhập giống từ Hải Dương về nuôi, đến nay đã phát triển với số lượng 160 con. Ông Bưởi cho biết gà Tây có thời gian sinh trưởng phát triển ngắn, trung bình nuôi từ 6 đến 8 tháng, có thể xuất chuồng. Khi xuất, gà trống bình quân đạt 10 đến 12 kg, gà mái đạt trên 5 kg. Gà Tây dễ nuôi, chăm sóc đơn giản và có thể tận dụng tốt các nguồn thức ăn từ nông nghiệp như cám bã, rau xanh, cỏ lác. Bình quân mỗi năm, gia đình ông xuất bán 8 tạ gà thương phẩm, trừ chi phí thu lãi 70 triệu đồng. Không chỉ là ủy viên ban chấp hành đoàn xã Năng Nổ đi đầu trong các hoạt động đoàn, anh Lê Thành Tiếp ở xã Dại Trạch, huyện Khoái Châu còn đi đầu trong việc phát triển kinh tế ở địa phương. Đến nay, anh Tiếp đã có hơn chục năm trồng quất tại thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu. Hiện anh đang trồng gần 500 gốc quất, chủ yếu là quất dạng tháp. Quất được trồng bằng phương pháp phủ bóng gốc cây nhằm tạo độ ẩm, tránh cỏ mọc, tránh thối rễ. Anh Tiếp cho biết, nhận thấy nhu cầu thị trường về cây quất ngày càng cao, nên anh rất chú trọng việc tạo dáng và chăm sóc để cây có mẫu mã đẹp. Hiện vườn của anh đã được khách đặt hết với giá dao động từ 500.000 đến 800.000 đồng một cây. Khách chủ yếu đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Bên cạnh đó, anh cũng trồng thêm 750 cây dong với giá bán trung bình 270.000 đồng một cây. Trừ chi phí mô hình trồng quất cảnh của anh cho thu trên 300 triệu đồng. Do áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật cộng với sự nhạy bén sáng tạo trong việc tạo thế cây cảnh đã giúp cho gia đình ông Bùi Văn Tiệp ở thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên có nguồn thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm từ trồng cây đào và bưởi cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Nhận thấy đồng đất của gia đình phù hợp với các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao, năm 2008, gia đình ông Tiệp đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ 1,3 mẫu diện tích trồng cây ăn quả sang trồng 300 gốc đào cảnh và 100 gốc bưởi cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Do thị trường thường sử dụng cây đào thế, với các giống đào phai, đào bích phải có dáng đẹp, hoa và nụ đều. Cây bưởi phải là cây có quả sai, đều quả mẫu mã đẹp, nên gia đình đã áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để chăm sóc và tạo thế cho cây. Người trồng là phải có một cái con mắt thẩm mỹ, tức là nhìn dáng thế của cái dáng bonsai, dáng cây cảnh mình uốn theo từ lúc nó mới trồng, tức là năm đầu tiên là mình phải làm rồi. Mình nuôi đến 3 năm sau mình mới được thu thì nó mới đẹp. Ông Tiệp cho biết, thời tiết năm nay khá thuận lợi cho các hộ trồng cây cảnh, nhất là cây hoa đào. Hiện tại gia đình ông Tiệp đã hoàn tất các công đoạn chăm sóc cho cây cảnh và sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Nhưng vườn cây cảnh của gia đình ông Tiệp đã có nhiều khách hàng đến tham quan và đặt hàng mua về chơi Tết. Để cây cảnh luôn tươi đẹp, bền cây, ông đã chia sẻ bí quyết chăm sóc cây đến khách hàng. Mình cũng nhìn chỗ đất làm sao cái đất nó ẩm thì mình tưới lượng nước nó vừa đủ thôi, chứ không thể mình tưới được nhiều. Mình tưới nhiều quá thì cái rễ nó thối rễ, mà tưới ít quá thì là nó khô quá, cái hoa nó không nở. Mà thường xuyên phải giữ ẩm trong bầu thì cái hoa nó mới đẹp. Nếu mà cây đào mà không tưới đủ nước cho nó ấm thì tự nhiên cái hoa nó sẽ bé và nó chỉ được 1-2 ngày. Riêng cái bưởi thì ngày phải tưới đủ ẩm, nếu mà nắng là phải tưới 2 lần. Còn dời dâm này thì tưới 1 lần, làm sao cho cái bầu không được khô, lá, cái quả bóp nó không được mõm thì nó mới được. Chứ còn nếu để mõm thì cái tự cây bưởi nó sẽ rụng vợi lá. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, cây cho thế, hoa và quả đẹp nên vườn cây cảnh của gia đình đã cho hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm cho doanh thu trên 1 tỷ đồng, trừ chi phí còn thu lãi gần 500 triệu đồng, gấp nhiều lần so với trồng các cây trồng khác. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã tổ chức khai trương và đưa vào sử dụng máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T với tổng trị giá khoảng 30 tỷ đồng.
Máy chụp MRI 1.5T có khả năng chẩn đoán một cách toàn diện từ hệ thần kinh tim mạch đến các bệnh lý vùng bụng, cơ xương khớp và các bệnh lý chuyên khoa nhi, chấn thương chỉnh hình cho chất lượng hình ảnh chi tiết, giúp bác sĩ phát hiện sớm các điểm bất thường ẩn sau lớp xương mà các phương pháp tạo ảnh khác khó có thể nhận ra. Đây là kỹ thuật tiên tiến không dùng tia bức xạ nào nên không gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Có thể chụp cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ an toàn. Việc đưa vào sử dụng máy chụp MRI 1.5T đã giúp bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chẩn đoán hình ảnh và điều trị, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao. Cùng với việc xây dựng nông thôn mới, các xã trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã giữ gìn và cải tạo được nhiều ao làng nhằm giữ gìn cảnh quan và đảm bảo môi trường nông thôn. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ý thức được việc tạo cảnh quan nông thôn, huyện Yên Mỹ đã có chủ trương giữ gìn và cải tạo hơn 100 ao hồ đầm với tổng diện tích gần 370.000 m², tập trung ở các xã Trung Hòa, Sai Phạm, Hoàn Long và Lý Thường Kiệt. Trong đó hơn 70 ao hồ đầm có chức năng điều hòa nguồn nước, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Đến nay, huyện Yên Mỹ đã cải tạo được 50 ao làng, nhiều ao làng được nạo vét, kè bê tông, hệ thống nước thải có đường thoát riêng, bờ ao được trồng hoa kê cảnh, trên bờ có ghế đá do người dân tự nguyện đóng góp để hóng mát, tạo cảnh quan đẹp cho làng quê. Thời gian gần đây, tình trạng đổ trộm phế thải rắn ra các tuyến đường ở huyện Văn Lâm lại tiếp tục tái diễn. Gần đây nhất, trên tuyến đường DH12B thuộc địa bàn thôn Ngải Dương, xã Đình Dù, chỉ trong một đêm đã có hàng chục xe phế thải được đổ ra xếp mép đường gây cản trở giao thông. Chúng tôi ghi lại vào ngày 18 tháng 1 vừa qua trên tuyến đường DH12B, đoạn qua thôn Ngải Dương, xã Đình Dù. Thoạt nhìn chúng ta nghĩ rằng đây là những đống đất dùng để san lấp, nhưng không phải, mà là bột đá được vận chuyển từ nơi khác đổ trộm ra đây. Việc đổ trộm đất đá phế thải ra đường không phải hiện tượng mới, chỉ có điều tình trạng vi phạm này ngày càng nghiêm trọng với mật độ ngày càng dày hơn. Được biết, trong năm 2018, Công an huyện Văn Lâm đã bắt quả tang và xử lý 12 trường hợp đổ trộm đất đá phế thải ra đường và các khu vực thùng vũng. Hiện nay, các đối tượng thường lợi dụng những nơi thùng vũng để đổ trộm phế thải công nghiệp. Do đó, để ngăn chặn tình trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm phế thải ra đường. Phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại đã và đang tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ nông dân tại thôn Trần Hạ, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ. Tuy nhiên, hệ lụy về chất thải chăn nuôi do xử lý không đúng quy trình đã gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây. Đoạn mương bị ô nhiễm có chiều dài gần 1 km, nguyên nhân là do hầu hết từ phân gia súc của hộ ông Dương Văn Cùng, thôn Trần Hạ, không được xử lý thải ra, dù nhiều lần người dân đề nghị với chính quyền xử lý, nhưng đâu lại vào đấy, khiến nước thải bị ứ đọng và không thoát đi được. Trước tình trạng trên, đề nghị Ủy ban nhân dân thị trấn Trần Cao cần có biện pháp xử lý cũng như hướng dẫn người dân xử lý chất thải theo đúng quy trình để trả lại môi trường trong lành cho người dân. Theo tin từ Công an tỉnh, lực lượng chức năng vừa triệt phá chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet quy mô lớn trên cả nước. Tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt quả tang và khám xét khẩn cấp 15 tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 19 đối tượng. Trong đó, 14 đối tượng ở các huyện Kim Động, Khoái Châu, Tiên Lữ, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên. 5 đối tượng còn lại ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tại thời điểm phát hiện, công an đã thu giữ được 12 bộ máy vi tính, 55 chiếc điện thoại di động, hơn 500 triệu đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan khác. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây đánh bạc trên do Nguyễn Văn Toán, sinh năm 1992, trú tại xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cầm đầu, cùng với 4 đối tượng khác đều có địa chỉ tại thành phố Hà Nội. Từ tháng 6 năm 2018 đến nay, nhóm đối tượng trên đã vào thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thuê nhà để tổ chức điều hành đường dây đánh bạc qua mạng, hoạt động trên phạm vi tỉnh Hưng Yên và nhiều tỉnh thành khác. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Toán khai mình đã làm đại lý để tổ chức đánh bạc qua mạng thông qua một nhóm đối tượng có quốc tịch Việt Nam định cư ở nước ngoài. Kết quả điều tra bước đầu xác định số tiền các đối tượng dùng để giao dịch đánh bạc là trên 1.000 tỷ đồng và liên quan đến nhiều tỉnh thành phố. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 17 đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án trên.
Sáng nay, trên quốc lộ 38B, đoạn đi qua địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Vào khoảng 4 giờ sáng nay, trên quốc lộ 38B, đoạn đi qua địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân ban đầu, vụ tai nạn được cho là do chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 89R00916. Khi đi qua khúc cua do mất lái đã đâm vào giải phân cách và lao xuống cầu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, khi mà lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, người dân cần chấp hành đúng những quy định của luật giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai thứ ba, ngày 22 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Văn Giang nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ có nhiều diện tích cam bố hạ phục vụ Tết. Dự án nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp dệt may Phố Nối xử lý trên 8.000 mét khối nước thải ngày đêm. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.